mấy trà sau Momo có đáo đấy không? Một cái hôm trước mình có lên một cái video ấy, về khoản vay của Momo thì có rất là nhiều bạn đã mở được cái ví trả sau ấy rồi đó, và các bạn mức rất là nhiều. Các bạn mà cũng đã nhắn cho mình đã hỗ trợ và hướng dẫn giúp thành công về ATM rồi đấy. Ở đây thì có bạn nào mà xem được cái clip này thì nhớ comment xuống dưới, bình luận ở dưới này để cho mọi người cũng biết, không lại mọi người bảo là mình đi hay lùa gà nhé. Cái này là thật anh em nhé. Ok, nội dung chính của video hôm nay thì mình nói chút một chút về vấn đề đáo hạn của ví trả sau của Momo ấy. Đó thì một số bạn cũng chưa biết thì cái ví trả sau của Momo ấy, nó cũng giống như cái thẻ tín dụng thôi, để mà có thể đáo được ấy, đều có thể đáo được hết. Ai mà đang có dư nợ ấy, mà cần đáo thì về mình hướng dẫn cho, hoặc đến trực tiếp tại ngã tư Sở Hà Nội ấy, 5 đến 10 phút là xong rồi. Ở đây thì có một số bạn thì chưa biết đáo là gì, thì đáo cũng là một cái hình thức kéo dài cái thời gian dư nợ của các bạn thôi. Thì khi mà các bạn chi tiêu ấy, nó sẽ có một cái thời gian nhất định là miễn lãi từ 3 năm đến 45 ngày. Thì cái thời gian đấy thì nó sẽ cố định theo cái ví trả sau và cái thẻ ngân hàng đấy.